Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1460 460 trên quy đề TTG ngày 6 tháng 9 năm 2021 phân công công tác của Thủ tướng và các phó Thủ tướng Chính phủ. Quyết định nêu rõ nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Thủ tướng và các phó Thủ tướng Chính phủ. Theo nguyên tắc, Thủ tướng Chính phủ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và luật tổ chức Chính phủ, lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ. Thủ tướng chính phủ phân công các phó thủ tướng giúp thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ trong từng lĩnh vực công tác của chính phủ. Thủ tướng chính phủ không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho phó thủ tướng. Phó thủ tướng giúp thủ tướng chính phủ làm nhiệm vụ theo sự phân công của thủ tướng chính phủ, thay mặt thủ tướng chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt trước thủ tướng chính phủ chức pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Những công việc liên quan đến các phó thủ tướng khác thì phó thủ tướng được phân công chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả cùng giải quyết. Nếu có ý kiến khác nhau giữa các phó thủ tướng thì phó thủ tướng chủ trì báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, phó thủ tướng có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng cơ chế chính sách nhất là các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình chính, chính phủ thủ tướng chính phủ chuẩn bị các nội dung công tác cấp bách đột xuất cần thiết báo cáo chính phủ thường trực chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét quyết định xây dựng cơ chế thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật và các nhiệm vụ của các bộ cơ quan địa phương đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng chủ trì xử lý kịp thời những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét xử lý những kiến nghị của các bộ ngành và các địa phương thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ trong phạm vi được phân công ký thay thủ tướng chính phủ các văn bản thuộc thẩm quyền của thủ tướng chính phủ hoặc văn bản thuộc thẩm quyền của chính phủ trong phạm vi các lĩnh vực công tác công việc được thủ tướng chính phủ thống nhất phân công theo dõi chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền những vấn đề về công tác cán bộ công tác nội bộ của các bộ và cơ quan được phân công theo quy định của đảng và nhà nước khi thủ tướng chính phủ vắng mặt thủ tướng chính phủ ủy nhiệm phó thủ tướng thường trực hoặc một phó thủ tướng khác thay mặt thủ tướng chính phủ lãnh đạo công tác của chính phủ trong trường hợp xét thấy cần thiết hoặc khi phó thủ tướng vắng mặt thì thủ tướng chính phủ trực tiếp hoặc phân công các phó thủ tướng khác chỉ đạo xử lý kịp thời công việc đã phân công cho phó thủ tướng. Căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, thủ tướng chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung việc phân công công tác của thủ tướng chính phủ và các phó thủ tướng tại quyết định này hoặc công việc đột xuất cấp bách khác mà thủ tướng thấy cần thiết để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính phủ, thủ tướng chính phủ kịp thời, thông suốt, hiệu quả. Theo phân công, thủ tướng và các phó thủ tướng chính phủ có nhiệm vụ sau: 1 thủ tướng chính phủ phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư ban cán sự đảng chính phủ a lãnh đạo quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ b trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác sau đây chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước chiến lược chính sách tài chính tín dụng tiền tệ quốc gia chiến lược quốc phòng an ninh đối ngoại và công tác bảo đảm quốc phòng an ninh công tác cán bộ tổ chức bộ máy cải cách hành chính địa giới hành chính, những vấn đề chung về công tác thi đua khen thưởng, quan hệ phối hợp giữa chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. C, theo dõi và chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. D, làm nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Nhà nước về biển Đông Hải đảo, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, chủ tịch một số hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng các ban chỉ đạo khác. 2. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ. A. Làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực. B. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, công tác xây dựng thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp ngoại giao và quan hệ đối ngoại bao gồm đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân hỗ trợ phát triển chính thức oda và vận động vốn vay ưu đãi viện trợ phi chính phủ nước ngoài các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hội nhập quốc tế theo dõi chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương đa phương cơ chế một cửa asean cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại xử lý tranh chấp khiếu kiện quốc tế đầu tư trực tiếp của nước ngoài fdi đầu tư của việt nam ra nước ngoài quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực, công tác biên giới và các vấn đề biển Đông, hải đảo, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam, các vấn đề về nhân quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đặc xá, phối hợp công tác giữa chính phủ với tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao. C Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, D, làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, phụ trách Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Lào, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 đến 2025 giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 đến 2025, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến 2030, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ tịch ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia, chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. D. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm. E. Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 3. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ. A. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, khối kinh tế tổng hợp, bao gồm kế hoạch, tài chính, giá cả, tiền tệ, ngân hàng, thị trường vốn thị trường chứng khoán, các nguồn đầu tư tài chính, dự trữ nhà nước, dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính, quỹ dự trữ ngoại hối và các quỹ khác của nhà nước, phát hành công trái, trái phiếu chính phủ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, phát triển các loại hình doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, B Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi. C. Làm nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia, Trường ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Trường ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. D, các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 4. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục, đào tạo và dạy nghề khoa học và công nghệ, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, thông tin và truyền thông, văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, y tế, dân số, gia đình và trẻ em. B. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. C, làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước về du lịch, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống S và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Chủ tịch các hội đồng, ủy ban quốc gia, trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan. D các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. 5. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ. A, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thương mại xuất nhập khẩu, xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, chỉ đạo bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. B. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. C. Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về tài nguyên nước, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực trưởng ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải trưởng ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trưởng ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ tịch phân ban việt nam trong ủy ban liên chính phủ việt nam liên bang nga chủ tịch các hội đồng ủy ban quốc gia trưởng các ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực liên quan d các công việc khác theo sự phân công ủy nhiệm của thủ tướng chính phủ trên